Đây là khu quê đang giật cá. Ôi ôi ôi. Cá đang lên, cá đang lên. Các bạn đã thấy chưa ở đây này? 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Wow, big fish. Yes. Đây là cô quý nhà mình nhé các bạn. Đó. Đây này với cái luật với kỹ thuật khá là điêu luyện. Đấy. Đây, con này khoảng mấy ký? 1,5 ký. 1,5 ký. Đấy. Câu bằng môi gì đó? Piltrit. Piltrit là cá nhỏ. Đấy. Đó, đó, đó. Ui, cái rửa nha các bạn. Khoảng. Có gì đó? À, cá đi bạn ơi. Dạ. Con ngư. Đấy. Ai chưa biết cách lấy lười này, đấy, quay cận cảnh. Lấy cái dao trong mà. Dao cái ngăn ngoài cùng á. Dạ. Không, cái ngăn ngoài cùng. Bên kia. Cái ba lô. À, đây à. Trước đó. Dao. Khi mà cạ lên là phải cắt nó mỏng để mà thịt nó còn sạch hơn. Thịt cũng ui. Cái lý do mà cắt để máu chảy ra là thịt nó không có bị bầm, thịt nó nhìn đỏ tươi hơn, trắng. Đó. Ui shit. ở Việt Nam thì có tiết canh cá, bên đi màu cá thì con tươi thì ui trời khỏe. Wow. Đó. Ngược lề này. Một chậu lắm. Con có một số con cá thì nó ăn sâu nên là rất là khó lấy bởi vậy. Đây là ba này. Ba chưa sang được con nào chưa? Nhập chưa? Đó. Ba đang câu cá gì vậy? Cá tuna. Cá tuna. Cá tuna là cá ngừ á. Đó. Đại dương. Cá ngừ đại dương. Chưa có ăn. Chưa. Ba câu chỗ này được con nào chưa? Chưa. Hôm vừa giờ á. Chưa. Chưa à? À là cũng ít đi chỗ này nên là đó. Bữa nay mới câu khá là dài giờ nên là hy vọng sẽ có. Cá nào bừa thiệt, một con hai con. Đó, khá là bự.